Đấy. Buổi chiều của anh em. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay anh em mình lại đi một công trình mới ở khu dân cư. Đây, đây là xung quanh công trình mới. Đấy, bên cạnh là một ngôi chùa. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay em lại đi công trình mới, trải sắt cái móng của một tòa nhà. Đấy. Đây phía ngoài, đây là phía ngoài công trình. Đấy. Đồ đạc xe máy của anh em. Đấy. Bên cạnh là cái tòa nhà chung cư. Đấy. Đây là công trình này mới đang làm đổ được cái nền móng, cái dầm móng. Ở dưới là đổ một lớp rồi. Đấy, bây giờ lên một lớp mà sàn móng nữa. Đây. Đây là toàn cảnh xung quanh công trình. Đấy. Bây giờ anh em đang nghỉ ngơi. Đấy. Cái dầm móng, nhưng mà nền móng đổ rồi, bây giờ đổ tiếp một nền móng thứ hai nữa. Đây là chiếc cột. Ôi dồi, A Vũ làm việc kia. Chiếc cột xuống đây khám phá. Đây là đây là một cái nền móng ở dưới này, đổ một lần móng ở dưới dày 50 phân rồi nữa này. Đây là phía dưới này. Sau đây là lên trên lại một lớp lớp sàn móng nữa, tổng cộng là đổ 3 lần. Mình lên, bây giờ mình lên đến mặt đất là nền móng nhà. Còn kia là cột. Rất là chắc chắn. Này. Chiếc dầm. Chiếc dầm sắt đan như vậy ạ. Có cái gì dưới này không nhá. Đây. Đấy. Đây là phía dưới nền móng cả nhà. Đây là cái nền móng sàn người ta đang sắt đổ dày khoảng 50 phân rồi. Mới lại trước khi đổ cái sàn này người ta cũng đổ một lớp bê tông để đan cái sàn này rồi. Thế bây giờ là đây là những cái dầm móng này, những cái cốt pha này cho nó đổ dầm móng này. Bây giờ lại đổ lên trên này một lớp sàn móng nữa, tổng cộng nó đổ 3 lần rồi mới xong một cái móng nhà thôi cả nhà. Đấy. Thôi sau mai kia làm hầm trú ẩn được cả nhà. Đấy, hầm trú ẩn được. Tổng cộng cái móng nhà ở Đài Loan này nó còn dày cả hàng mét. Chống siêu động đất. Rất là kinh khủng. A Hào ơi. Đây là những ống nước này.
điện nước nước đấy. Đấy, cả nhà nhìn xem móng giày cao cả 1m2 rồi, tổng cộng phải cao 1m5 gần 2m mới được cái móng nhà. Cái móng nhà là toàn bộ là khối bê tông cốt thép à, dày cả 1m5 à, mới lên đến mặt đất rồi. À, đây là cái cột à, ống nước à, quang cảnh xung quanh công trình đây. Một ngày làm việc của anh em. Đấy, hôm nay là ngày thứ hai anh em tiếp tục công trình móng, cho năng quay video kiếm thêm thu nhập lại chứ không thì chết giả. Không chết đâu. Hôm qua anh em làm mà buổi chiều vẫn chưa được xong cái sàn này, hôm nay là tiếp. Xin chào cả nhà nha. Nên là cái dưới là cái hố móng này đổ một lớp sàn rồi, bây giờ lại tiếp tục bỏ xem là dưới này có gì không. Đấy. Thằng Hồ đi đâu rồi? Vào công việc. Ao hú nó đi đâu rồi? Bỏ trốn rồi à? Đấy. Anh em đang mệt mài làm việc. Ok. Ok, rút lại. Ôi. Gọi. Ô. Ok. Đấy, công trình của anh em. Vẫn còn thừa nhiều sắt thế này. Công trình móng nốt phát nữa của anh em đã xong 2 ngày. Đấy. Bây giờ trời đang chuẩn bị mưa. Đấy, trời âm u. Đấy. Thế là công trình móng anh em kết thúc. Xin chào anh em nha. Bây giờ là những đi như cái sắt thừa anh em
vứt xuống, vứt xuống dưới nền móng này. Chào tạm biệt cả nhà nhá. Đây, em chuẩn bị về. Chào tạm biệt cả nhà nhá. Đây là quang cảnh xung quanh. Ồ, ai đưa đi? Là một chiếc. Cái xe bằng đấy người nhất chứ nó hôi thối, ai cho ngồi? Nếu mà thức ăn ấy, lấy xe tới đón để đưa về anh em, đưa anh em về. Sắm được cái, nhắc mà, nhắc là. Anh thằng quay em hút vào không? Đây. Mà anh phải tiếp bạn đi em, đấy em mình vẫn em một like. Ok. Một like cho anh kia anh. Hello, chào bà con nhá. Xin chúc bà con cuối giờ để A Hào hút vào nhá. Cảnh Đài Loan đấy. Làm chiều giờ mới được gửi hút nước thuốc vào đây bà con ạ. Tí thuốc nào tại Taiwan. Đài Loan. Để ăn đâu. Đấy. Đẹp lắm. Ai chưa sang Đài Loan thì đừng sang nhá. Taiwan, Đài Loan đấy. Rồi ôi. Anh em xếp đồ lên xe để chuẩn bị về. Thôi, chào tạm biệt cả nhà nhé.